Chữa đau nhức xương khớp bằng bắp cải, gừng và muối hạt. Đối với phương pháp này, bạn có thể sử dụng lại muối, nhưng là bắp cải và gừng thì bạn nên thay mới. Bài thuốc nên thực hiện mỗi ngày một lần, liên tục chườm muối rang cho đến khi dấu hiệu đau giảm hẳn thì có thể giảm dần tần suất chườm muối. Rất vui khi được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chuyên mục chữa bệnh bằng mẹo dân gian ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, đau nhức xương khớp có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, giới tính và thường gây nên những cơn đau nhức dữ dội, sưng tấy và dai dẳng ở các xương và khớp. Thay vì sử dụng các loại thuốc giảm đau nhanh thông thường, ẩn chứa nhiều tác dụng phụ, thì bạn hãy sử dụng phương pháp đơn giản, tự nhiên bằng bắp cải, gừng và muối hạt. Mẹo dân gian chia sẻ trong video ngày hôm nay nhé! Nguyên liệu bạn cần chuẩn bị: 2-3 lá bắp cải, 100g gừng, 1 bát muối hạt. Một miếng vải sạch. Cách thực hiện đơn giản như sau. Bạn đem bắp cải và gừng đi rửa sạch. Bạn lưu ý, đối với gừng, chúng ta sẽ sử dụng cả vỏ nhé. Sau đó, bắp cải bạn thái thành từng sợi nhỏ như thế này. Theo y học hiện đại, thành phần chính của bắp cải có chứa hàm lượng hóa chất thực vật, vitamin K, vitamin A, vitamin C dồi dào. Đặc biệt, bắp cải rất giàu glutamin, một chất kháng viêm tự nhiên có tác dụng giảm đau nhanh chóng, hiệu quả. Còn theo đông y quan niệm, bắp cải có vị ngọt, không độc, tính hàn, có công dụng phòng bệnh ung thư ở phụ nữ, chữa loét dạ dày tá tràng, trị ho đờm và điều trị chứng đau nhức xương khớp rất công hiệu. Gừng bạn thái hoặc giã nát. Và đây là phần bắp cải, gừng đã được mình thái xong. Tiếp đến, bạn bắc chảo lên bếp, đổ muối vào rang cho đến khi muối nóng. Muối cũng có tác dụng đối với các bệnh đau nhức xương khớp, đầu ngón bàn tay, bàn chân, các dạng thấp, da mồ hôi, viêm dây thần kinh ngoại vi. Ở đây, muối sẽ có tác dụng theo cơ chế nóng giãn, lạnh co cục bộ. Vì trong thành phần của muối có các cation dương và natrium âm, nên khi chườm muối rang trộn với gừng và bắp cải để điều trị đau lưng và đau nhức xương khớp cấp, muối sẽ hoạt động theo cơ chế trao đổi các cation và natrium như một chất điện phân. Bạn cho bắp cải và gừng đảo đều tay cùng với muối. Bạn thực hiện rang trên lửa nhỏ khoảng 5 phút thì tắt bếp. Đợi hỗn hợp nguội bớt, bạn cho vào một miếng vải sạch và thực hiện chườm lên vùng khớp bị sưng, đau. Bạn chườm đi chườm lại khoảng 10-15 phút.
Khi muối nguội, bạn có thể đem rang nóng rồi chườm. Bài thuốc nên thực hiện mỗi ngày một lần, liên tục chườm muối rang cho đến khi dấu hiệu đau giảm hẳn thì có thể giảm dần tần suất chườm muối. Đây là một phương pháp điều trị đơn giản, dễ làm, lại không tốn kém, ai cũng có thể làm tại nhà. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy like video, đăng ký kênh và rung chuông để cập nhật thêm nhiều video hay miễn phí từ Mẹo Dân Gian nhé. Chúc các bạn thực hiện thành công và sớm khỏi bệnh.